Tới với buổi đàm thoại ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giao lưu với doanh nhân Nguyễn Lân, ông trùm vơ tu tại Việt Nam. Vì sao anh lại đặt tên thương hiệu là Kỳ Lân Luxury? Vì bản thân mình tên là Lân, và Kỳ Lân là một cái loại linh vật tứ linh, tượng trưng cho một sức mạnh và trường tồn, nên Kỳ Lân chọn Kỳ Lân Luxury. Trong quá trình xây dựng thương hiệu Kỳ Lân, anh có thể chia sẻ những nốt thăng trầm được không anh? Kỳ Lân xây dựng cái thương hiệu Kỳ Lân Luxury này bằng cách đam mê, nhiệt huyết và sự hết mình để tạo nên một cái thương hiệu đứng đầu về vơ tu. Cho nên là mọi cái vấn đề khó khăn thì nó không thành vấn đề, và nó trở nên một cách trơn tru, thuận lợi. Lý do nào anh lại chọn dòng điện thoại vơ tu mà không phải là một dòng điện thoại khác? Trong dòng điện thoại á, thì có rất nhiều dòng, nhưng mà để mà tạo được một cái sự khác biệt giống như một cái món nữ trang, một cái sản phẩm mà trang sức luôn, thì chỉ có Vertu là một cái sản phẩm thương hiệu đứng top thế giới về ngành điện thoại xa xỉ, nên Kỳ Lân chọn những dòng sản phẩm đứng đầu. Anh có thể chia sẻ những tiêu chí tiên quyết của những sản phẩm Vertu được trưng bày tại showroom Kỳ Lân Luxury được không anh? Khác với tất cả những đơn vị khác, Kỳ Lân có phương châm, lối đi riêng của mình. Tất cả sản phẩm của Kỳ Lân phải thuộc vào từ sưu tầm, mà sưu tầm thì nó rất là khó để gọi là sưu tầm, theo những phương châm sau: nguyên bản, nguyên dinh, chính hãng, đẹp như mới, xuất sắc. Ngoài kinh doanh dòng điện thoại đẳng cấp Vertu, anh còn kinh doanh những lĩnh vực nào khác không anh? Tất cả những dòng sản phẩm luxury như là đồ da, thời trang da, vàng bạc kim cương thiên nhiên, vàng 18K, bút thương hiệu và nữ trang, mắt kính, đồng hồ, những cái sản phẩm của những thương hiệu lớn trên toàn cầu. Và đặc biệt, một cái dịch vụ mà Kỳ Lân đồng hành với rất rất nhiều khách hàng thân thương, thân quý mến của mình, đó là custom, xin custom thêm thành cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu. Vì bây giờ là mỗi người mua một sản phẩm thì nó đụng hàng rất là nhiều, nên là đa số người ta muốn có một cái phong cách riêng của mình, nên nhờ Kỳ Lân sẽ custom design, thiết kế theo phong cách riêng của chính mình, tạo nên một cái nét độc đáo riêng của mình. Tiêu chí để chọn những nguyên vật liệu làm ra các sản phẩm thời trang và trang sức ở Kỳ Lân Luxury ạ? Tất cả những sản phẩm đẳng cấp, đỉnh cao tại Kỳ Lân Luxury đều bắt buộc phải nghiêm ngặt về khâu kiểm tra chất lượng cũng như là dịch vụ sản phẩm, dịch vụ phụ kiện để mà tạo nên những sản phẩm này. Ví dụ như từ đồ da đi, thì Kỳ Lân đã chọn từng những con cá sấu độc bản limited ngay từ nhập khẩu rồi. Khi mà thành phẩm thì qua một đội ngũ kỹ thuật siêu cứng để mà thành những cái sản phẩm siêu chất lượng. Đối với nữ trang thì tất cả là phải vàng 18K, AU750 và tiêu chuẩn công nghệ của hệ thống máy móc để mà làm những chiếc sản phẩm đó, thì bắt buộc nó phải đỉnh cao, không bị bọt, công nghệ nén tuyệt vời. Cũng như kim cương thì mình chỉ chọn kim cương nước DOF giá CI giám định quốc tế. Đối với Sophia, đối với Ruby thì tất cả là phải thiên nhiên và phải kiểm định bằng kinh nghiệm lâu năm của mình cũng như là máy móc hỗ trợ. Và đặc biệt với những sản phẩm điện thoại thì đội ngũ kỹ thuật cực kỳ kinh nghiệm và có tâm với nghề cũng như là có trách nhiệm, không phải kiểm tra bằng mắt thường mà phải kiểm tra bằng kính hiển vi. Và đối với những đồng hồ thì đội ngũ kỹ thuật cũng cực kỳ kinh nghiệm và cực kỳ khó tính trong khâu kiểm duyệt, nên là sản phẩm nào của Kỳ Lân Luxury cung cấp ra ngoài thị trường cũng đủ tự tin khẳng định là chất lượng đỉnh cao, đẳng cấp đỉnh cao tại Kỳ Lân Luxury. Anh có thể chia sẻ thêm về các sản phẩm được custom bằng da cá sấu tại Kỳ Lân Luxury để khách hàng có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Tất cả những cái sản phẩm da cá sấu của Kỳ Lân Luxury á, là khác biệt với tất cả những cái sản phẩm da cá sấu ngoài, bởi vì nó có sự kết hợp với da cá mập và nó đã độc bản nha, limited ngay từ những cái con cá sấu thành phẩm mà thô, tức là con cá sấu nhập về là nguyên con chưa có thành phẩm sản phẩm, thì mình đã độc bản ngay từ con đó rồi và lại limited ngay từ đó rồi. Và từ đó khách hàng có thể chọn những con cá sấu theo màu sắc mình thích tại Kỳ Lân Luxury và đưa mẫu cho Kỳ Lân Luxury, hoặc là ngồi cùng với Kỳ Lân Luxury để thiết kế lên design, thiết kế lên những cái mẫu mà theo cá nhân hóa của mình. Và tất cả những cái bên trong bắt buộc Kỳ Lân Luxury sử dụng là da cá mập, cho nên là cái sản phẩm của mình nó chất lượng từ ngoài vào trong,
chứ không phải là ở trong là da bê hay là một số cái vải gì đó thì mình không có làm. Nhưng mà đối với sản phẩm của Kỳ Lân Luxury, khác biệt là tất cả ở ngoài da cá sấu, bên trong da cá mập, và nó độc bản ngay từ cái con cá sấu chưa thành phẩm sản phẩm. Vậy anh thích phong cách bán hàng như thế nào? Câu trả lời này là Kỳ Lân rất là thích, rất là thích luôn, bởi vì có thể nói là mình là một người bán hàng theo phong cách giao lưu. Không phải đến để mua một sản phẩm nào đó của Kỳ Lân Luxury xong ra về là xong, mà đến với Kỳ Lân Luxury đó là một cái sự có duyên và được giao lưu với khách hàng và được trải nghiệm chung với những cái sản phẩm, được trò chuyện. Và từ sản phẩm Kỳ Lân Luxury đang giao lưu với khách hàng thì có thể mở đầu ra những câu chuyện, bắt đầu với những khách hàng đó để tạo những tiền đề về sau, trong thậm chí là hợp tác trong kinh doanh. Và đến với Kỳ Lân là đến với sự duyên, đến với cái sự giao lưu, không phải là mua hàng xong rồi về. Và sau khi cái bán hàng xong thì quan trọng nhất là cái chế độ hậu mãi. Tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury, quý khách chỉ việc sử dụng, mua sử dụng thôi, còn lại mọi vấn đề hãy để cho Kỳ Lân Luxury hỗ trợ từ A đến Z. Những phương thức mua hàng tại Kỳ Lân Luxury là như thế nào vậy anh? Nếu như quý khách thương mến Kỳ Lân Luxury, yêu quý sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury thì xin mời quý khách đến với địa chỉ 40 Nguyễn Duy Trinh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những quý khách mà ngại đi xa, không muốn đi xa thì hãy liên hệ đến với Kỳ Lân luôn, trực tiếp Kỳ Lân. Gọi hotline là 0901 247 247. Đích thân Kỳ Lân sẽ giao tận nơi. Quý khách chỉ việc ở nhà và nhận sản phẩm chất lượng đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury. Chính sách bảo hành các sản phẩm tại Kỳ Lân Luxury ra sao vậy anh? Tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury tùy thuộc vào loại sản phẩm và sẽ có chế độ bảo hành khác nhau. Ví dụ như về đồ da, Kỳ Lân Luxury sẽ bảo hành trọn đời. Đối với điện thoại Bluetooth, mainboard sẽ được bảo hành 5 năm và pin sạc, đặc biệt là pin sạc bảo hành trọn đời. Đối với đồng hồ thì bảo hành cũng 5 năm và bảo trì cũng trọn đời. Nói chung là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury cho dù hết bảo hành thì Kỳ Lân vẫn hỗ trợ hết mình bảo trì trọn đời. Bởi vì khi quý khách mua hàng của Kỳ Lân Luxury thì chỉ việc mua và sử dụng, mọi vấn đề Kỳ Lân Luxury sẽ hỗ trợ từ A đến Z. Ví dụ như sản phẩm điện thoại Bluetooth đi, thì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên nghiệp về Bluetooth nên hầu như tất cả những cái linh phụ kiện dinh chính hãng Kỳ Lân Luxury đều có sẵn và đáp ứng cho quý khách. Cho dù hết bảo hành hoặc là trong quá trình bảo hành mà quý khách dùng do vấn đề khách quan bị rơi, rớt, vỡ, rớt nước thì Kỳ Lân Luxury luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức. Và đặc biệt là mình là một đơn vị chuyên nghiệp về tu cho nên mình sẽ hỗ trợ ngay tức khắc và nhanh nhất cho khách hàng. Đối với những cái trường hợp mà hết bảo hành mà quý khách bị rơi, vỡ, rớt thì Kỳ Lân Luxury vẫn luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, vì tất cả những sản phẩm và dịch vụ của Kỳ Lân đều bắt buộc Kỳ Lân là người đã trải nghiệm trước. Cho nên khi mà trong quá trình trải nghiệm trước sẽ phát hiện ra những nhược điểm, đến khi Kỳ Lân bắt đầu giao lưu sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì Kỳ Lân đã biến nó thành từ nhược điểm trở thành ưu điểm. Và ví dụ như mình là một người xài điện thoại Bluetooth, bản thân mình là một người đang rất đam mê cái điện thoại Bluetooth này, đang rất thích nó xài, nhưng mà lỡ vấn đề mà vô tình khách quan lỡ mà rơi vào nước hay gì đó hư đi thì rất là khó chịu. Và ví dụ như phải đi sửa 15-20 ngày rất là bực. Đó là về bực vì mình đang thích. Thứ hai là danh bạ dữ liệu tin nhắn nằm trong này sẽ bị gián đoạn, mình cũng rất là khó chịu. Hiểu được tâm lý đó, hiểu được cái vấn đề đó nên khi tất cả quý khách hàng giao lưu sản phẩm của Kỳ Lân Luxury hoặc là sử dụng dịch vụ của Kỳ Lân Luxury sẽ không bị đợi chờ lâu, hỗ trợ ngay tức khắc, bởi vì mình chuyên nghiệp không qua bất kỳ cái đơn vị nào khác để hỗ trợ thay thế. Cho nên là mình luôn luôn sẵn sàng tâm thế và tư thế ngay và luôn cho khách. Anh có cảm nhận gì về thị trường luxury nói chung và Vertu nói riêng ở Việt Nam? Như quý khách đã biết là tất cả những cái sản phẩm, những cái đồ gì mà nó có giá trị cao thì chắc chắn rằng sẽ có hàng giả, hàng nhái tràn lan và hàng xử lý, hàng lắp ráp. Quý khách hãy chọn những đơn vị đủ uy tín, đủ chuyên nghiệp để mà mua những sản phẩm đúng chất lượng đẳng cấp đỉnh cao. Đối với Kỳ Lân cũng vậy thôi. Khi một cái dịch vụ, một sản phẩm nào mà Kỳ Lân không kinh doanh mà Kỳ Lân mua thì Kỳ Lân cũng chọn đơn vị chuyên nghiệp, uy tín, bởi vì họ đem cho mình cái sự thoải mái về kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng xử lý ngay cho mình, và đặc biệt là tư vấn rất chi tiết và chính xác đúng nhu cầu mình cần. Cho nên hãy chọn những người, những đơn vị chuyên nghiệp
Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao sưu tầm. Làm cách nào để những người cùng đam mê mua được vô tu chính hãng và chất lượng nhất vậy anh? Tốt nhất thì nên chọn những đơn vị chuyên nghiệp uy tín và có đủ kinh nghiệm, đủ trình độ để tư vấn cho quý khách. Và nếu như quý khách nào chưa an tâm, chưa tự tin thì hãy đến tham quan tại showroom Kỳ Lân Luxury 40 Nguyễn Cư Chinh. Thì phương châm của em, phương châm của Kỳ Lân không phải là đến là phải mua mà đến để giao lưu. Kỳ Lân rất là vui khi được đến đây cùng Kỳ Lân giao lưu để trò chuyện thôi. Có thể trò chuyện để bắt đầu một câu chuyện, để tạo những cái sự giao lưu, cái mối quan hệ trong cuộc sống này cũng là một điều rất thú vị. Và Kỳ Lân hơn hẳn những đơn vị khác, hơn hẳn những người khác là bởi vì mình có sự thích giao lưu. Không phải đến để mua hàng là được, là vui, mà đến để giao lưu. Giao lưu rồi cho nhau niềm tin thật sự, cho nhau giá trị thật sự. Vì mình đủ tự tin, đủ khẳng định Kỳ Lân Luxury là một đơn vị chuyên nghiệp bán sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Rất trân trọng